Thời tiết rất lạnh. Huy không muốn thức dậy. Lúc 7 giờ, mẹ Huy đã nấu ăn sáng. Mẹ Huy đã nấu phở bò. Mẹ cũng đã mua bánh mì ba tê và sữa cho anh ấy. Sáng hôm đó, anh ấy không đói, cũng không có thời gian ăn sáng. Anh ấy chỉ uống một ly sữa, rồi vội đi học. Ngoài trời nhiều mây, hôm nay không có mặt trời, gió hơi to. Bởi vì anh ấy mặc ít đồ nên cảm thấy hơi lạnh. Từ nhà Huy đến trường rất gần. Vì vậy, anh ấy không đi xe buýt. Anh ấy đi bộ đến trường. Anh ấy đi vào lớp học. Trong lớp có một vài bạn không đi học. Cô giáo nói, mấy hôm nay thời tiết thay đổi, nhiều bạn bị ốm. Các em nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Trong giờ học, Huy rất đói, nhưng anh ấy phải đợi đến giờ ăn trưa. Hôm nay, anh ấy ăn trưa ở căng tin trường học. Hôm nay, căng tin có cơm, canh, cá và rau. Huy không thích ăn cá, cũng không thích ăn rau. Vì vậy, anh ấy chỉ ăn một chút cơm. Sau đó, Huy và các bạn đi ra sân chơi. Buổi chiều, Huy có bài kiểm tra toán. Huy học giỏi môn toán. Huy làm bài rất nhanh. Huy cảm thấy bài thi này không khó. Sau khi tan học, anh ấy về nhà với bạn lúc 5 giờ chiều.